19 tháng 8 năm 2001, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm mùa hạ. Sáng thứ nhật thường lệ chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tiếp tục học phẩm thứ 9, phẩm Tà Chánh. Cái băng giảng kỳ này là kỳ thứ 42. Trước khi giảng bài mới, tôi xin thông báo với toàn thể đại chúng là bữa nay là cái bữa học chót của cái học kỳ 1 trong năm này. Là bởi vì cái chủ nhật tới đó thì cái giảng đường bị mất tổ chức cái lễ tạ pháp. Rồi chủ nhật tới nữa đó thì là ngày rằm tháng 7, đại lễ Vu Lan của tất cả chùa chiền. Phật tử lo đi cúng lại cho ngoài ở đâu đi nghe nữa. Rồi cái chủ nhật tới nữa đó thì cũng còn ở trong tháng 7, tháng 7 âm lịch đó. Thế thì là nghỉ 4 cái chủ nhật. Tại vì cái hoàn cảnh nó phải nghĩ vậy thôi. Thế thì là cái ngày mùng 7 tháng 8 đó là cái chủ nhật đó, đó mình sẽ bắt đầu sinh hoạt học tập trở lại. Nhằm ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Như vậy nghĩa là mình phải nghỉ 4 lần chủ nhật vậy thôi. Coi như là nghỉ 1 tháng. Thì bây giờ cái tháng này không có lỗ lã gì, đừng có lo. Đi cúng thoải mái, đi lại thoải mái, đi cầu nguyện thoải mái, người ta bù vô cái đó. Chứ giờ tôi không cho cũng không được cô à. Ha. Nhưng mà thật sự phải còn phải cúng thôi. Lễ Vu Lan mà. Thế là chương trình nó là như thế. Thì những vị nào bữa nay không có đó thì là cứ hỏi qua hỏi lại ha. Nghỉ tháng đó là các vị nghỉ chứ tôi có nghỉ, có được nghỉ gì đâu. Tôi phải cấm cổ mà tôi viết bài cho nó có vui ra. Khi giảng là mới khỏe chứ không không đài là tôi cực vô số, các vị đâu có biết. Như tuần rồi này nè, ngày nào cũng đi giảng một buổi cho tới nguyên ngày. Về bằng đêm phải viết cái này rồi phải in ấn ra như vậy thôi. Cực lắm. Bây giờ nghỉ tháng đó đó thì tôi viết ra mới được là đôi ba bài dư ha. Thế thì nó khỏe khỏe chút chứ không mà cực lắm. Để là cái chương trình nó như thế. Bây giờ bắt đầu tiếp tục học cái phẩm Tà Chánh đây. Bữa hôm học cái phẩm Tà Chánh nè, ngay cái đoạn đầu đây thì có Phật tử như là sau khi giảng cái buổi giảng mãn rồi thì có gì thuyết pháp, ủa có gì Phật tử ta nghe rồi cái ta nhận xét của nó vậy là. Vậy là hồi nào giờ mình nói rằng là Phật Thích Ca là giáng sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ, rồi
nhập nước bàn ở Ba La Sông Thọ. Ai cũng học cũng vậy, cũng hiểu vậy hết á. Thế là hồi nào giờ mình nói cái chuyện của ma vương mà mình không hay thì mình là ma vương. Nói như vậy thì nó đúng như văn bản ở đây nè, nhưng mà sự thật mình không phải ma vương. Để ý cái này là cái khó của đạo Phật đó nè. Mình hiểu rằng Đức Phật Thích Ca giáng sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ là vị thái tử, là con của Tịnh Phạn, là sau đó mới xuất gia rồi tìm đạo, rồi là rồi ngồi với cội bồ đề, rồi tu khổ hạnh ha, rồi thành đạo, rồi chuyển pháp luân, rồi nhập niết bàn. Cái điều đó mình hiểu cái đó không có gì tội lỗi, thì cái chuyện đó là sự thật, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà ở đây là Đức Phật muốn dạy là phải chuyển hướng, phải phát triển cái chủng tánh đại thừa của mình lên. Đừng có hiểu Phật chỉ bằng ứng thanh Phật mà thôi. Hiểu Phật bằng ứng thanh Phật, rồi quy y Phật, rồi tu theo chánh pháp của Phật vẫn là tốt rồi. Nhưng mà đừng có hiểu rằng Phật chỉ có cái ứng thân bằng cái thân thái tử Tất Đạt Đa xuất gia để tu hành, là thành đạo, là nhập niết bàn, chuyển pháp luân, là nhập niết bàn như vậy, mà phải hiểu Phật là pháp thân Phật, Phật là Tỳ Lô Giá Na, là biến với thiết xứ, Phật là hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Nghĩa là phải hiểu thêm như vậy mới đúng cái mức của cái người đệ tử Phật. Hiểu vừa tiểu thừa vừa đại thừa, đúng cái mức của nó. Còn nếu như hiểu Phật Thích Ca không, thì chỉ hiểu về ứng thân thể hiện của Phật, chứ không phải mình nói như vậy là mình có tội gì. Để ý cái chỗ đó. Mà ở đây là dạy mình phải hiểu về pháp thân Phật. Tại sao phải hiểu? Phải hiểu pháp thân Phật chi? Ai mà hiểu được pháp thân Phật là trên đường tu hành của mình nó lợi vô cùng vô tận. Hiểu pháp thân Phật á, thì mình đi đâu cũng có Phật, ngồi đâu cũng có Phật. Thậm chí mình đọc cái bài trăng trăng dằn dặc lung linh dần đáy nước, dưới cội tùng bên gột đá bóng râm che, cảnh đêm đêm thanh trăng sáng đã làm gì rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, tôi lấy cả mù mái sương sớm để làm màn, tôi vui với trăng sông tùng núi gió di du, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Nghĩa là ngủ cũng ngủ với Phật nữa mà. Học pháp thân là vậy đó. Pháp thân nghĩa là ở lúc nào ở đâu cũng có Phật để cho mình tu, ở đâu cũng có Phật để cho mình tỉnh thức, mình quán chiếu, mình viễn ly phiền não vô minh, và mình để cái tâm mình hướng về với cái Phật tánh thanh tịnh bản nguyên, mà lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó. Thành ra mình hiểu Phật tánh là nó có lợi, lợi hơn là cái hiểu bằng ứng thân Phật. Hiểu pháp thân Phật thì nó lợi hơn là ứng thân Phật. Ở cái chỗ là nếu hiểu ứng thân Phật đó thì là có khi ngồi cái rồi tự nhớ Phật, rồi thương Phật, thương Phật, rồi thậm chí có người nghĩa là tu kiểu khùng điên hay lại khóc nữa, là vì Đức Phật đã niết bàn rồi. Giáo lý của Ngài hay như vậy mà bây giờ Ngài không còn tồn tại ở thế gian này, tôi nghĩ mà tôi thương mà tôi khóc, đó là bắt đầu khùng điên đó. Mà tu mà có những lúc mà nó sinh ra cái lòng thương quá độ, lòng kính quý quá độ như vậy là khóc quá ha, là bắt đầu điên rồi, chứ không có phải là tốt làm gì hết. Chứ còn hiểu pháp thân Phật rồi thì lúc nào Phật cũng hiện hữu, lúc nào Phật cũng tồn tại, và mình ở trong hào quang của Phật, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung cả chăn gối. Nó lại là lại chỗ đó. Cũng giống như là cái người mà hiểu Như Lai thiền á, là nó sướng hơn cái người mà
mà học và tìm hiểu theo cái kiểu của ngoại đạo thiền, hay gọi là tổ sư nào đó ha, tổ sư thiền nó bắt mình ngồi gật lên gật xuống, nó bắt mình ngồi tréo chân kiểu này kiểu nọ, có khi nó đau gần chết. Còn Như Lai thiền là gì? Anh học 18 pháp bất cộng, anh tập theo Phật, học theo nghĩa là tu tập theo 18 pháp bất cộng đó. Thân do thất, khẩu do thất, ý do thất, nghĩa là anh phải có cái tính niệm, anh kiểm tra về thân khẩu ý của anh đừng có lỗi. Nếu mà nó mắng niệm sát đạo dâm hoặc nó thực hành về sát đạo dâm là anh cấm, anh không cho nó làm, anh tự làm chủ lấy anh đi. Miệng sắp nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác, anh phải nghĩ rằng anh là đang tu Phật, là đệ tử Phật, anh không cho nó làm những điều đó. Vì bốn cái điều ác nghiệp của khẩu nghiệp, ý mà nó khởi ra ý niệm, niệm tham, niệm sân, niệm si hả, thì hóa giải nó đi, lấy chánh quán soi rọi nó để cho nó tiêu tan, cho nó mất đi. Thế thì là thân do thất, khẩu do thất, ý do thất, vô dự đoạn, có một cái niệm nào mà khác lạ là kiểm tra được là không cho nó vào nhà. Giống như, cái người mà vào nhà giữ nhà giỏi vậy, người nào lạ là không có mời vô, mà thậm chí là tới cửa là đã mời ra rồi. Vô bất định tâm, không có cái tâm không có lúc nào là không định, vô bất tri, tri dĩ sản, biết hết mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tùy kiến vô giảm, nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, trí huệ tùy quá khứ, trí huệ tùy hiện tại, trí huệ tùy vị lai vô ngại. 18 pháp bất cộng đó là cái tiêu chuẩn mà Như Lai thiền mà không cần ngồi gì hết, cũng không cần có liên diêm mắt ít gật gù ngưỡng gì hết, mà có được những cái sự tỉnh thức, sự quán chiếu tâm hồn, tỉnh thức quán chiếu như vậy là đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng đều là thiền rồi hết. Đấy, thành ra là mình học cái pháp thân thì mình có cái lợi lớn lắm. Còn mình học thiền mà thiền Như Lai thiền á thì cái lợi lớn lắm. Cái thiền đó là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước, á tùy nghiệp. Thấy được cái thật tướng của nhân pháp là vô tướng rồi thì anh không còn gì anh phải sợ hết á. Anh muốn đi kiểu nào thì anh đi, muốn đứng kiểu nào thì đứng, muốn ngồi đâu đó là ngồi, muốn nằm kiểu nào cũng được. Mà anh không có cái gì tội lỗi với ai hết. Rồi sắc thân nhân chỉ xuất pháp đó thì người ta gọi là trần, gọi là lục trần. Nhưng mà cái người mà đạt tới cái trình độ Như Lai thiền rồi thì sắc thân nhân vị xuất pháp không còn gọi là lục trần nữa, mà nó là nó là sắc, nó là thân, nó là hương, nó là vị, nó là xúc, nó là pháp, mà không có cái gì cái nào gọi là trần hết, vì nó không làm nhiễm ô được lục căn của chúng ta. Vì chúng ta có giác chiếu, chúng ta có tỉnh thức, chúng ta có chánh niệm. Thế là cái người đó gọi là cái người đó ở sống trong cái cách thiền mà thiền của Như Lai. Còn tôi nghe cùng băng có cái ông ở Vũng Tàu, ông chơi kỳ quá, ông gửi cùng băng vô, tôi nghe tôi muốn chết luôn á. Tôi nghe mà tôi phải niệm Phật liền liên tục chứ không tôi nổi giận. Giải tu thiền cái kiểu nhờ kể cái thiền là gì? Là giải tu phải ngồi thiền. Ngồi thiền rồi thì ví dụ như vọng niệm trong đó mình ngồi thiền một giờ một hồi là 60 phút ha. Mà vọng niệm nó tới cái rồi mình biết đó là vọng, cái mình đánh tan nó, thì trong cái vòng mà được một giây đó là mình được cái thanh định. Rồi cái kế vọng niệm thứ hai là được 59 giây mình được thanh định, cái rồi cái phút sau đó nó thêm vọng niệm nữa, cái mình biết đó vọng niệm, cái mình đánh tan nó đi. Thế thì là trong vòng mà 59 giây đó là mình được là thanh tịnh, mà còn 2 giây mà vọng niệm nó tới là mình đánh đổ mình bỏ. Rồi thì cái phút sau đó
là nó dòng này mới vô, nó vô hết 10 phút, hết 10 giây, rồi thì mình đánh đổ nó hết 10 giây nữa, rồi mình thanh tịnh được đó, 10 giây kế tiếp. Thế thì cộng lại á, mình ngồi thiền như vậy là mình đánh dạt được ha, 60 giây mà mình đánh dạt được 30 giây vọng niệm, thế thì còn lại 30 giây là công lao tu tập thiền định của mình, lợi ích là ở chỗ đó. Trời Phật, tôi nghe thì tôi phiền não sanh lên á, giảng thiền như vậy thì làm gì mà tu thiền, mà anh lợi ích cái kiểu đó thì lợi ích cái gì, lợi ích cái gì mà nghĩa là ngồi trong đó mà nghĩa là ba một giờ hồ mà là 30 phút vọng niệm đến mình quýnh dân nó ra, mà trong giai đoạn mà quýnh dân như vậy nghĩa là mình còn lại được cái 30 phút thanh tịnh, đó là công lao của thiền, đâu có phải vậy. Người ta thiền là chứng Phật tướng vô nhân pháp, ta thấy được cái Phật tướng của vạn pháp là thế, tướng vô sắc thanh thân vị xuất pháp đều là tất cả pháp hữu di duyên sanh như quyển, mà đã như quyển rồi đó thì ta xem thường tất cả, ta xem thường tất cả. Cũng như cái người mà người ta huấn luyện tâm hồn của người ta có cái tự vui riêng rồi đó, thì cái ca nhạc hay là cái nhảy đăng xin hay là cái gì đó cái vui bên ngoài đó ha, người ta vẫn đi ngang, đi lại, đi tới, đi lui trong đó mà ta không hề thích cái đó, ta không nhiễm cái đó. Thế thì ta cứ ta đi tới, đi lui, đi qua, đi lại trong đó mà không có sao hết, vẫn tự tại. Cho nên là Tổ Quy Sơn được gọi là vãng lai tam giới chư tâm mà xuất mộc vị tha tác tắc. Cái người mà tu tập thiền định mà nó vững rồi đó thì người ta làm cái người khách. Đối với tam giới ta là người khách chứ không phải là người chủ nữa. Cho nên người ta qua lại tới lui ở trong cõi dục, ở trong cõi sắc, trong cõi vô sắc mà người ta không hề bị vật dục nó nhận chìm, ta không hề bị vật chất nó lôi cuốn, ta không hề bị cái quyển hoặc quan đường vô minh là che lấp của cái mê tín gì đó nó lôi cuốn người ta. Thế thì người ta ở trong cái cõi đối với người khác là dục vọng tầm thường lôi cuốn nhận chìm, vật chất nó lôi kéo nó nhận chìm, quan đường mê tín gì lên nó nhận chìm, mà cái người này là vẫn đi qua đi lại đi tới luôn là vẫn sinh hoạt bình thường trong đó. Thí dụ như những bậc a la hán đó là người ta vãng lai tam giới chư tâm xuất một vị tha tác. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca thành Phật có rời khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc này đâu, nhưng mà người ta được tự chủ tự tại. Thế thì người ta đi ngang đi dọc ở trong cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Chứ nói cái gì mà giải thiền nghe nó chịu không có nổi. Thành công ở trong cái chỗ là 30 phút mình đánh đổi mình thấy nó vọng, rồi còn cái lúc mà đấu tranh vậy đó là mình được cái đó là cái thanh tịnh của mình. Ngồi 2 tiếng thì mình chống nó được tiếng, mình còn lại được tiếng ở trong đó. Châu cha nói thiệt là nó bậy dữ tận, tu như vậy thì chết rồi. Thế thì là ngoài cái giờ anh ngồi ra thì anh sao? Anh ngồi 2 tiếng đi thì anh thắng được tiếng gì? Còn tiếng là anh chống cự vậy, thế thì 2 tiếng anh được tiếng. Rồi khi mà 2 tiếng anh không có ngồi gật gù gật gỡ nữa thì anh sao? Tâm hồn anh nát bét hết hay sao? Anh chạy theo sắc thanh vị xúc pháp, anh đam mê nó, anh yêu đến nó, rồi anh hoảng sợ nó, anh nhào cho anh ngồi thiền. Anh ngồi thiền để anh cự nó. Trời cha ơi, cái kiểu dạy tu thiền như vậy mà nghe nó đau khổ lắm mày à, không khéo là chết à. Tu không có được cái gì hết. Người ta phải làm khách của tam giới. Người chủ của tam giới là có trách nhiệm với tam giới, có tương quan với dục vọng, tương quan với vật chất tức là dục giới sắc giới đó, tương quan với sự mê tín dị đoan nguyện hoặc quan đường, là anh làm chủ của tương quan với vô sắc giới. Còn người ta làm khách rồi thì cái chuyện đó không có tương quan.
ta vẫn đi qua đi lại, đi tới đi lui, sinh hoạt hoàn toàn ở trong đó mà ta không tương quan tới việc đó. Đó là giảng lai tâm giới thì tâm xuất mộc dị tha tạc tạc. Cho nên là khi mà nó tự tại rồi thì là phải tự tại chứ. Như là Thế Tôn thì vẫn sống ở trong sắc nè, mà ta gọi là sắc tâm ấy, như là vẫn sống trong cảnh đó. Thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp nè, đối với người ta là lục trần vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà Như Lai Thế Tôn thì không có, đối với sáu cái món đó không gọi là lục trần được, mà là dục thủ nhất thừa vật ố lục trần. Đó là câu của Bồ Đề Đạt Ma. Lục trần bất ố là hoàn đồng chánh chánh giác. Thiền như vậy mới gọi là thiền, rồi nó tự tại trước cái cảnh vật chất phồn hoa, trước cái cảnh vinh hoa phú quý. Người ta thấy đó là lấy khổ làm vui, lấy nhục làm vinh, lấy giả làm trơn. Người ta không quan tâm gì tới việc của cái cõi đời nhục vinh trơn giả này nữa. Thế là vẫn sống được cõi đời mà tôi tự tại. Đó gọi là xuất ly tam giới. Đó gọi là ra khỏi sinh tử ưu bi khổ não trong kiếp luân hồi. Luân hồi đây là người ta kiểm tra cái tâm của người ta. Tâm của người ta lúc nào là đang sinh hoạt trong địa ngục, lúc nào sinh hoạt bằng cái tư tưởng của ngạ quỷ, lúc nào sinh hoạt bằng cái tâm hồn của súc sanh, rồi lúc nào là người, là trời, là A-tu-la. Ta kiểm tra lục đạo này coi có ta có luân hồi hay không, và ta luân hồi ở nơi cõi nào, để ta quyết định cái đời sống của ta. Kim sanh tiện tư quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời sống này tự mình định đoạt số phận của mình, định đoạt cái địa vị của mình, định đoạt cái giai cấp giác ngộ của mình, chứ không do ai khác. Cho nên cái người mà chứng quả là hắn tự biết mình chứng hay không biết, hay là không chứng, dựa vào kiến hoặc và tư hoặc mà biết, không có gì khó hết. Anh vừa trừ hết được tham sân si mạng nghi ác kiến, anh vừa trừ hết được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới kiến, thủ kiến, tức là cái nhân của tam giới anh không còn, thì anh là người ra khỏi tam giới. Dầu anh ở trong tam giới mà anh không bị tam giới nó chi phối, nó tác động, nó hoành hành, nó nhận chìm anh. Thành nó tự mình kiểm mình biết hết chứ. Chứ nói cái gì mà tu thiền phải đấu tranh từ chút là lấy cái vậy đó, thì làm sao có được cái an vui được. Chẳng lẽ Như Lai Thế Tôn phải ngồi hoài vậy, hay bị hở rồi đứng dậy cái là Thế Tôn nghe là đau khổ sao? Hay Thế Tôn mà ngồi mà đứng dậy cái là giọng nó vô, giọng vô thì Thế Tôn không có cách nào trừ hết trơn, phải ngồi xuống, ngồi xuống là giọng nó vô, có thấy giọng, cái giọng nó cự với nó, mày loay của trỏ tống ra. Trời, tu thiền kiểu đó mệt quá. Ở đây tôi chỉ cần một từ rất côn đồ, nghe hung dữ là khinh bỉ, khinh bỉ hết cuộc đời đối với ta. Về tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục đều là những chuyện đáng khinh bỉ. Đấy. Còn nói mà cho nó có văn hóa dễ thương hơn á, thì nói rằng là xem thường nó đi, hãy xem thường hết, mình đừng có quan tâm, mình đừng có ưu ái, mình đừng có đam mê luyến tiếc, mình phải xem thường hết. Đây là nói dễ thương. Còn nói cô dễ nghe anh Tàng, phải không? Nhìn đời bằng nửa con mắt. Hãy xem mỹ đó. Là vì tất cả rồi nó không có ra cái gì. Phú quý như hoa giang lộ, công danh như thủy thượng âu, tất cả hiện tiền trước mắt mọi người trên thế giới này đã có, đang có và sẽ có. Cho nên nhận thức được cái chân lý đó rồi, ta nhìn phú quý như hoa giang lộ và công danh như thủy thượng âu, thế là ta xem thường hết. Đấy, tập cái kiểu như vậy rồi là tự mình nó có an lạc, còn nó tự tại mà nó thông dong mà nó thoải mái. Chứ dạy tôi thiền gì mà cái ông gì đó ông gửi tôi cùng băng mà tôi ráng tôi nghe mà thiệt nghe chịu không nổi. Dạy cái kiểu vậy đó mà người ta học người ta tu rồi tôi không biết tu làm sao.
Bây giờ tiếp đây, cái bài này không có khó học. Nhưng mà tôi nhắc cái này nữa nè. Tà chánh đây là đứng vào cái nhìn bằng cái nhãn quan của những người Phật giáo Đại Thừa à. Chứ còn lấy cái nhãn quan của Tiểu Thừa nhìn vô đây là bị chống đối. Còn nhìn cái nhãn quan của ngoại đạo của tà giáo cũng bị chống đối rồi, không nghe được đâu. Nhìn bằng nhãn quan của phàm phu thì lại càng tịch mù không biết gì hết. Mà muốn nghe học cái phẩm này là phải lấy cái tư cách của người Phật tử Đại Thừa, có chủng tính Đại Thừa, bằng cái nhãn quan Đại Thừa thì học cái phẩm này mới có lợi ích. Cho nên tôi nói rằng là cái tà thì cái chánh nó không có cái biên giới. Giống như người ta nói là tình yêu cũng có biên giới vậy đó. 18 thì 18 cũng yêu được, 18 với 25 cũng yêu được, 18 tới 35 cũng có thể yêu được, thậm chí 20 cũng có thể yêu 50. Là tình yêu không có biên giới. Đó là người ta nói vậy. Còn cái tà chánh này cũng vậy, không có biên giới. Mà muốn nói tà chánh á, là mình học đây là học phải vô vào cái nhãn quan nào? Nhãn quan của người nhìn bằng tuệ nhãn. Nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng nhãn quan của người Đại Thừa thì học cái phẩm này mới được. Chứ lấy nhãn quan của phàm phu, của ngoại đạo, của Tiểu Thừa học cái này cũng không có lợi ích, thậm chí còn chống đối, còn phiền não nữa cơ. Cho nên phải để ý cái chỗ đó. Cái tà chánh không có biên giới. Này ta viết kinh luật luận nào nói Như Lai chánh đẳng chánh giác thể hiện đã thành Phật từ lâu, vì muốn quá độ chúng sanh nên nay thể hiện làm Phật, vì từ lượng thế gian nên thể hiện có cha mẹ, rồi cũng tùy thuận chân lý tục đế thế gian, cũng nương ái dục hòa hợp của cha mẹ mà được sinh ra. Kinh luận nói như vậy là đúng lời Như Lai. Là đúng lời Như Lai nói. Nếu ai tin theo lời ma, những người đó là quyến thuộc của ma. Người nào nghe lời Phật, tùy thuận kinh luật Phật, người đó là đệ tử Phật, là Bồ Tát hiện đời. Đấy, cho nên là có thể có những cái người mà tinh kiến của đạo khác, của tôn giáo khác, người ta đâu có đồng ý cái điểm mà của Phật dạy đây đâu. Thế thì cái lời dạy này là cái lời dạy gì? Là lời dạy để cho người Phật tử phải nhận thức Phật, phải nhìn Phật, nhận thức Phật bằng pháp thân. Chứ đừng nhìn Phật, đừng hiểu Phật qua cái ứng thân thể hiện ở thành Ca Tỳ La Vệ. Nếu bảo rằng không nên tin chuyện Như Lai mới sinh ra đi bốn phương, mỗi phương bảy bước, đó là luận điệu của ma. Nếu nói rằng Như Lai sinh ra cả tám phương, mỗi phương đi bảy bước, đó là Như Lai phương tiện thể hiện, đó là kinh điển, đó là lời Phật nói. Cái vấn đề này tôi có nói nhiều lần với đại chúng. Mình nên nhớ cái này là cái bộ môn vi tầm hữu thuyết ở trong 12 bộ kinh. Phật nói rõ ràng, nhưng mà thật sự là có thể là không có đi như vậy đâu. Nhưng mà Phật có nói, Phật có dạy trong kinh Quan Nghiêm đàng hoàng. Nhưng mà theo cái chỗ của tôi tư duy mà tôi tìm hiểu đó, đó là chỉ vì nói bằng cái bộ môn mà Phật đã giao trước, đó là vi tầng hữu thuyết, nói cái chuyện lạ để gửi gắm cái tâm sự
gửi gắm cái lý tưởng, cái triết lý, phát họa ra cái chương trình hành động của mình qua cái hình ảnh đó, qua cái việc làm đó và lời dạy đó. Chứ sự thật là không cần phải có làm như vậy. Làm như vậy nó có cái lỗ lã, là người thường người ta không làm vậy được. Hiện giờ 8 tỷ người trên thế gian này, không có người nào sinh ra rồi đi bảy bước mà nói như vậy được hết. Thế thì là một người, 8 tỷ người này học với Phật, người ta sẽ tuyệt vọng. Ta nghĩ rằng là tôi hồi sinh ra, cha mẹ sinh ra, tôi phải nằm cho tới 7-8 tháng tôi mới biết ngồi cơ mà. Dắp tôi nôi rồi tôi mới biết đứng chừng cơ mà. Còn Như Lai Thế Tôn hồi xưa là mới sinh ra, ông đã đi 7 bước rồi. Vì vậy cho nên là con người siêu nhanh như vậy cho nên là ta mới thành Phật được. Còn như chúng mình thì làm sao mà thành Phật được mà tu. Người ta có thể nghĩ vậy. Mà nghĩ vậy thì là đối với cái tiến trình mà giáo hóa chúng sanh là Như Lai bị lỗ lã thiệt thòi thôi, không có lợi. Cho nên cái này là phải hiểu rằng đây là cái bộ môn vi tần hữu, nói như chuyện lạ mà mượn những chuyện lạ đó để mà phát họa một cái chương trình, nó ẩn tìm một cái triết lý ở bên trong đó. Để như tôi đọc cái bài kệ Kinh Quang Nghiêm đó mà: nhân trung tôn đạo hiện sanh dĩ, du hành chư phương các thất bộ. Đấng nhân trung tôn khi mà vừa sanh ra thì du hành chư phương, tức là đi các phương. Các phương đây là mười phương, Kinh Quang Nghiêm nói mười phương. Du hành chư phương các thất bộ, đi mỗi một phương trong mười phương đó đều là đi bãi bước. Dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, tôi tâm đắc cái chữ diệu pháp vô cùng. Đi như vậy, quan sát như vậy và đi như vậy là muốn đem cái diệu pháp để giác ngộ cho quần sanh. Cái việc làm đó, cái hành động đó, mỗi bước có hoa sen đó mà. Hoa sen nở đàng hoàng, mỗi bước chân đều có hoa sen nở. Thế thì muốn đem cái diệu pháp là hoa sen nở, một vị giác sanh ở cõi đời này bước trên hoa sen nở, tức là vị đó là Phật rồi. Muốn đem cái diệu pháp đó, đó. Còn tất cả mọi người là hoa sen, mà tùy theo hoa sen bứt, hoa sen còn ở dưới nước, hoa sen còn lúi trong bùn. Có hoa sen thì ra khỏi mặt nước, có hoa sen nở 60-70%. Còn đây Như Lai bước, mỗi bước đi là hoa sen nở toàn diện. Có nghĩa là Phật là hoa sen nở toàn diện. Còn phàm phu tinh văn dương giác Bồ Tát thì phàm phu thì giống như là hoa sen còn lũi ở dưới bụng. Trời thì giống như hoa sen là còn ở dưới mặt nước mà chưa ló lên, tức là thiên thừa Phật giáo. Còn con người là nhân thừa Phật giáo, là con người cũng là cái tức sen, là hoa sen, nhưng mà nó còn lũi dưới bụng. Còn cái hàng tinh văn thì giống như cái hoa sen mà trồi lên khỏi mặt nước, xuất ly tam giới nè. Còn như cái hàng dương giác và bích chi Phật thì coi như hoa sen nở 60%. Còn như Bồ Tát thì là giống như hoa sen nở 90-95-97%. Còn Phật là nở toàn diện. Đấy, thì muốn đem cái diệu pháp đó là diệu pháp liên hoa. Cho nên là khi mà mới thành đạo với cội Bồ Đề là đã nói kinh Đại Bác, đã nói kinh kinh Quang Nghiêm. Và cái giờ phút mà sắp nhập Niết Bàn cuối cùng trong cuộc đời giáo hóa của mình là nói kinh Liên Hoa. Thế thì là cái diệu pháp đó cộng với Liên Hoa, nó thành là diệu pháp Liên Hoa kinh, để khai thị cho mọi người ngộ nhập cái Phật tính của mình là mọi người là sen, là Liên Hoa hết. Đó, muốn đem cái diệu pháp đó, đó. Diệu pháp là cái pháp màu nhiệm đó, đó. Tại sao nó màu nhiệm? Là tại vì là mọi người là có Phật tính trong mọi người mà mọi người không biết.
mọi người có tri kiến Phật ở trong mọi người mà mọi người không biết, do vậy gọi nó là diệu pháp. Y như là hoa sen vậy, sen ở toàn diện thì cũng cánh sen, nhị sen, gương sen và hạt sen đồng một lúc có đủ cánh, nhị, gương, hạt. Ngay trong cái nhân có quả, quả ở ngay trong cái nhân. Tất cả loại hoa sen, tất cả hạng hoa sen đều giống như vậy, kể cả hoa sen còn lũi dưới bùn cũng cánh sen, nhị sen, gương sen, hạt sen có ở trong cái bông sen, còn bắp bằng ngón tay về ở dưới bùn cũng có cánh, nhị, gương, hạt giống nhau. Thế thì lấy cái hoa sen để ví dụ cho cái diệu pháp. Mọi người là sen, chẳng qua là sen nở toàn diện, sen nở bao nhiêu phần trăm, sen vừa khỏi mặt nước, sen còn ở dưới nước, và sen còn lũi dưới bùn mà vẫn có nhân quả cùng có một lúc giống nhau. Để nói lên rằng phàm phu, dầu là phàm phu giống như sen còn ở dưới bùn vậy, mà cái Phật chất, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật, cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm của mọi người đều giống nhau, không có gì khác. Từ từ đó mà tạo cái môi trường, tạo cái hoàn cảnh tu tập, rồi nó sẽ phát triển ra, rồi mọi người đều có khả năng thành Phật, và mọi người là Phật, mọi người đều có thể thành Phật. Đấy, cái chỗ đó đó là dục diễn diệu pháp ngộ quần sanh, tức là diệu pháp cộng với liên hoa 49 năm sau. Cái chỗ đó là tôi đã tìm thấy cái chỗ đó. Mà cách đây mấy chục năm là tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm, là đọc được cái bài kệ đó, tôi là kết hợp lại với cái chữ diệu pháp liên hoa, sau này mình học giảng ha, tôi thấy là tôi tâm đắc cái chỗ đó dữ lắm. Thì cố Như Lai Phổ Quan Sát vì muốn đem cái diệu pháp đó đó, cái pháp màu nhiệm đó mà chỉ cho quần sinh, mà giác ngộ, tạo điều kiện cho quần sinh giác ngộ được cái chân lý đó, cái diệu pháp đó. Vì thế mà Như Lai đi quan sát khắp mỗi phía là vậy đó, đi bảy bước là vậy đó. Đi bảy bước là gì? Là qua cái Phật nhãn mà nhìn đó mà, thì tất cả hiện tượng sự vật đều là con số 7. Đều là con số 7 hết. Kể cả cái tờ giấy mỏng này, bản thân tờ giấy này cũng là 7 thôi. Tự thân nó là 1. Mà muốn hình thành được nó là phải có 4 cạnh và phía trên, mặt dưới. Thành ra là sự vật hiện tượng đều là con số 7. Cái đó là cái màu nhiệm của vũ trụ, nó cấu tạo lại như vậy. Kể cả cái nguyên tử và là dưới cái nguyên tử nữa ha, người ta tìm ra là nó cũng vậy thôi. Nó cũng phải có cái hạt. Cái hạt nó dù nhỏ cỡ nào, micro rồi micron rồi dưới micron nó micri, micro gì đó ha, thì cũng đều là phải cái cách cấu tạo là phải là con số 7 gì vậy. Đấy, cho nên tôi cho rằng là đi cái việc làm đó đó coi như là phát qua một chương trình để đem cái diệu pháp mà giác ngộ mà chỉ rõ cho vũ trụ, cho nhân sinh, vì cả vũ trụ nhân sinh cũng tương quan nhau bằng con số 7. Con người thì thất đại hòa hợp mà sanh con người, rồi còn tất cả là vũ trụ vạn hữu duyên sanh đều là kết hợp bằng cái điều kiện, nghĩa là phải đủ cái hình thức của 7 cái mặt góp lại. Cho nên đi 7 bước là vậy. Đó là nói về cái cách đói vị tầng hữu thuyết để chứa đựng một cái triết lý giáo dục, một cái chân lý của cuộc đời. Cho sự thật là không có đi được vậy đâu, bởi vì Đức Phật không muốn làm một cái gì dị kỳ thường khác với thiên hạ, khác với thiên hạ không có lợi cho việc giáo hóa chúng sinh. Thành ra đến cái điều đó mình không biết rằng là bộ môn kinh điển của Phật là phải có 12 cách nói, gọi là 12 bộ kinh. Nếu nói sau khi Bồ Tát giáng sanh, phụ vương cho người đem đến miếu thờ trời, tất cả chư thiên thần, đại tự tại thiên, đại phạm thiên, đế thích, vân vân, phải đều chấp tay lễ chân Bồ Tát. Đấy là lời của Phật.
Nếu gọn gàng trời sanh trước Phật sanh sau, có sao chư thiên lễ kính Phật, là dạng này là luận điệu của ma ba tuần. Đấy, cái tà chánh là hai cái điểm đó là người đệ tử Phật phải để ý đó. Bây giờ thì nhiều tôn giáo lắm, người ta hiểu trời là ở trên cao, tôi gọi là Chúa Trời chẳng hạn ha, hay là đấng thượng đế, đấng siêu nhân, đấng gì đó, người ta hiểu như vậy. Mà chính tất cả chúng ta đây nè, mà có cái việc gì mà cái tâm hồn nó hơi khuẩn bách một chút ha, thì cũng gọi là trời ơi, kêu trời. Còn những người đạo Thiên Chúa thì ta huấn luyện ngoan lắm, có chuyện gì hơi đau khổ, hơi lo lắng sợ hãi ha, thì ta gọi là Chúa ơi cứu con. Tôi nhớ hồi đó có thằng bạn của tôi, anh em ở trong làng sớm, nó quánh vợ, nó giả một cái đuốc trên đầu, nó đi bắt ếch về cái mùa này nè. Còn vợ nó nói vậy ông dễ, tôi giả cái đuốc trên đầu nó lửa đỏ trời vậy. Mà nhỏ nó ngoan đạo ghê gớm nha, nó nói Chúa ơi chết con, cho nó không có làm gì giữ tận gì hết. Tôi thấy cái cách giáo dục của đạo Chúa cũng khá giỏi, chứ không phải thường. Sáng cho cái đuốc lên đầu, bàn rất đỏ hết, mà nó chỉ nói câu Chúa ơi chết con. Giờ thì từ từ cái bàn đuốc nó rơi rồi nó hết vậy thôi. Còn tất cả chúng ta đây nè, tôi đọc bạn về nè, mà có chuyện gì mà hơi sợ hãi hay lao á, trời ơi, trời ơi là trời. Tôi đây mà tôi còn nói là trời ơi là trời, cái gì mà nó bận quá ha, tôi nói trời ơi nè, mà theo cái câu trời ơi là trời đó chứ, có nghĩa là hết nói nổi rồi. Thế thì là từ lâu rồi cái tập quán đó, người ta nghĩ rằng trời là cái ông ở trên mình, là cái thanh thanh hà thứ tầm đó. À, chỉ do tôi gọi là thiên tính tập cho âm thương thương hà thứ tầm. Nói rằng trời đó là lấy con mắt mà nhìn thì không thấy cái gì đâu, chỉ thấy xanh xanh thôi. Lấy lỗ tai mà nghe để tìm trời thì cũng chẳng có cái gì của trời để mà nghe. Nó bằng bạc, không có âm thanh gì hết. Phía cao và phía diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Vì vậy cho nên là cái quan niệm của Khổng Tử thôi, trời không phải ở phía cao, cũng chẳng phải là ở xa, mà ở trong lòng người. Này, đây là cái chữ trời, là mình phải hiểu là trời đó đó, chứ còn trời một cái kiểu mà nói như người ta tin đó, cái mức là trời rồi, thiên đế thích này kia nọ đó ha, phải vì sao là phải cung kính Phật. Cái đó là cái tập quán, cái phong tục, cái đức tin của một dân tộc nào đó, chứ sự thật không có ông trời nào trong đó hết, không ai có ông trời nào trong đó. Cho nên cái quan niệm của trời ở trong đạo Phật đó, là các Phật tử phải hết sức chú ý cái chỗ đó. Trong tâm của chúng ta nên nó luân hồi trong lục đạo, mà trong đó có luân hồi về cõi trời, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la và trời, gọi là lục đạo luân hồi. Mà cái lục đạo luân hồi đó các vị phải thấy cho được rằng là tâm ta nó xoay vòng theo đó suốt ngày. Mà người nào có biết tu tập chút đỉnh, có đi theo con đường Phật thì nó mới có luân hồi lên cõi trời, là cõi cao nhất ở trong sao được. Còn như người mà không có học Phật đó hả, không có biết về cái thập thiện nghiệp đó hả, là không bao giờ gặp được cái sự an lành ngang bằng cõi trời đâu. Cho nên nó luân hồi phần nhiều là luân hồi trong tam ác đạo, tức là tâm niệm cực kỳ đau khổ, đó là tâm niệm địa ngục. Cái tâm niệm thèm thuồng mơ ước trông chờ mong đợi cực kỳ là đau thương sầu muộn mà không hề thỏa mãn, đó là cái tâm ta nó luân hồi về ngạ quỷ đó. Một tâm niệm bất chấp nhân nghĩa lễ tí, tính bất chấp tam can ngũ thường, bất chấp tam quy ngũ giới, sống một cách ù cạc, tội không có tội lỗi nào không làm, không có điều xấu xa nào chưa, đó là cái tâm trạng đó nó đưa mình nó luân hồi về súc sanh đó.
Thành ra như là một con người bình thường ha, sống không phạm luật pháp nhà nước mà cũng không tội lỗi với các cái nghi lễ của tôn giáo, thế thì người đó là cái người coi như nó luân hồi, mình ở nơi nhân đạo đó, mình giữ được cái vị trí của nhân đạo của mình đó, coi như là cái phẫn nộ mà tranh đấu mà giành giật là đôi co mạnh đó, là cái tâm hồn của nó luân hồi về Atula. Còn khi nào mà mình có an lành về thân tâm, khẩu tứ ý tâm ha, tức là tu thập thiện nghiệp, thì mình mới có được cái luân hồi lên cõi trời. Mà nếu người không có học Phật, không có biết thập thiện nghiệp thì không có luân hồi lên cõi trời được, chứ đừng có nói mình luân hồi lục đạo, không phải ai cũng được đâu. Một người có biết tu thập thiện nghiệp, nó mới có cơ hội nó luân hồi cho mình sống tâm với một tâm hồn thoải mái, an lành, hạnh phúc, nhẹ nhàng, bằng ngang bằng cái phước báo của cõi trời. Chứ trời trong đạo Phật là vậy. Nói cái khác là phước báo của trời là gì? Là ngang bằng với cái người tu thập thiện nghiệp. Người tu thập thiện nghiệp tốt, người đó có một cái sự an lành hơn là người tu tam quy ngũ giới. Người tu tam quy ngũ giới nó có một sự an lành. Mà người nào có biết tu tập chút đỉnh, có đi theo con đường Phật thì nó mới có sự luân hồi lên cõi trời, là cõi cao nhất ở trong sáu đường. Còn như người mà không có học Phật đó hả, không có biết về cái thập thiện nghiệp đó hả, là không bao giờ gặp được cái sự an lành ngang bằng cõi trời đâu. Cho nên nó luân hồi phần nhiều là luân hồi trong tam ác đạo, tức là tâm niệm cực kỳ đau khổ, đó là tâm niệm địa ngục. Cái tâm niệm thèm thuồng mơ ước trông chờ mong đợi cực kỳ là đau thương sầu muộn mà không hề thỏa mãn, đó là cái tâm ta nó luân hồi về ngã quỷ đó. Một tâm niệm bất chấp nhân nghĩa lễ trí, tính bất chấp tam can ngũ thường, bất chấp tam quy ngũ giới, sống một cách ù ù cạt cạt, tội không có tội lỗi nào không làm, không có điều xấu xa nào chưa, đó là cái tâm trạng đó nó đưa mình nó luân hồi về súc sanh đó. Còn nói như là một con người bình thường ha, sống không phạm luật pháp nhà nước mà cũng không tội lỗi với các cái nghi lễ của tôn giáo, thế thì người đó là cái người coi như nó luân hồi, mình ở nơi nhân đạo đó, mình giữ được cái vị trí của nhân đạo của mình đó, coi như là cái phẫn nộ mà tranh đấu mà giành giật là đôi co mạnh đó, là cái tâm hồn của nó luân hồi về Atula. Còn khi nào mà mình có an lành về thân tâm, khẩu tứ ý tâm ha, tức là tu thập thiện nghiệp, thì mình mới có được cái luân hồi lên cõi trời. Mà nếu người không có học Phật, không có biết thập thiện nghiệp thì không có luân hồi lên cõi trời được, chứ đừng có nói mình luân hồi lục đạo, không phải ai cũng được đâu. Một người có biết tu thập thiện nghiệp, nó mới có cơ hội nó luân hồi cho mình sống tâm với một tâm hồn thoải mái, an lành, hạnh phúc, nhẹ nhàng, bằng ngang bằng cái phước báo của cõi trời. Chứ trời trong đạo Phật là vậy. Nói cái khác là phước báo của trời là gì? Là ngang bằng với cái người tu thập thiện nghiệp. Người tu thập thiện nghiệp tốt, người đó có một cái sự an lành hơn là người tu tam quy ngũ giới. Người tu tam quy ngũ giới nó có một sự an lành hơn là người không hề biết gì. Cho nên là khi nào mà mình có cái sự an lành, cái sự thanh thoát, sự tự tại sướng hơn tam quy ngũ giới, tức là mình hưởng cái phước thiên thừa, là hưởng phước báo của cõi trời đó. Đạo Phật thì phải cái nghĩa vậy, chứ đạo Phật không có nói cái chuyện quan được, không phải là siêu. Đạo Phật không cần phải nói cái siêu hình để làm cái gì. Đạo Phật cũng không tôn trọng đa thần giáo, đạo Phật cũng không phải là nhất thần giáo, không hề tôn trọng bất cứ một vị siêu nhân siêu nhiên nào, mà đạo Phật là dạy cái cách để cho con người cải tạo những cái nguyên nhân khổ để khỏi khổ, dạy cho con người, xây dựng cho con người một cái nguyên nhân an lạc để có được an lạc.
Hiểu như vậy là hiểu đúng đạo Phật. Còn bằng không thì là dù là mình có quy Phật, mình có đi chùa, mình có cúng lại rất dữ, mà mình không phải để tới Phật. Cho nên nói rằng trời sinh trước là không đúng. Cái ý niệm trời của đạo Phật là nói trời sinh trước là không đúng. Cái vũ trụ này mà hiện giờ người ta còn đang đi nghiên cứu mà. Nó duyên sinh năm nay là ta tìm thử coi cái gió, cái gió và cái bụi của mặt trời, ta tìm coi cái nguyên thủy của cái quả địa cầu này nó hình thành được cỡ bao nhiêu tỷ năm, nó có tuổi chứ không phải là không có. Trước kia nó là cái gì, nó từ cái hành tinh nào, nó từ thiên thể nào, mà bây giờ người ta có biết một cái đại khái là nó là một mảnh vụn của một cái định tinh lớn vô cùng, đó là cái mặt trời. Nó mẻ một lý do nào đó, nó mẻ để dâng ra một mảnh, thì cái mảnh đó tức là cái quả địa cầu này. Từ từ bao nhiêu tỷ năm hả, rồi nó nguội dần dần, nó nguội dần dần, rồi thì chỗ thì lồi, chỗ lởm, chỗ dím lại, thì chỗ nào trũng quằn xuống thì nó gọi là biển là sông, còn chỗ nào nhô lên cao thì là núi, còn chỗ nào thấp thì gọi là bình nguyên ha, chỗ nào nửa chân thì gọi là cao nguyên. Thế thì cái quả địa cầu là do cái sự nguội lạnh của một cái mảnh vụn của một cái định tinh vô cùng lớn dâng ra. Đại để là người ta khoa học ngày nay người ta nói tới chừng đó, ta ước định tới chừng đó. Nhưng mà bây giờ ta còn tìm cái nguồn gốc của nó, có thể định cái tuổi nó được, mặc dù là không phải chính xác như là đồng hồ, nhưng mà người ta định được. Thì việc đó là việc của khoa học. Nhưng mà mình nói ở đây á, có nghĩa là không có ông trời nào hết á, không có ông trời nào hết á. Trời là cái người mà có sống, có biết tu thập thiện, người đó hưởng sự an lành ngang bằng với người tu thập thiện. Chứ cái lý luận trời sinh trước Phật sinh sau là không đúng. Còn Phật thì không phải sinh sau. Cái người mà nói Phật sinh sau trời là Phật nào? Anh muốn nói Phật Thích Ca ư? Phật Thích Ca thì đối với đạo Phật anh hiểu chỉ có 1/3, đó là pháp thân, báo thân và ấn thân. Ấn thân thì có sanh và có diệt. Còn pháp thân thì tùy gia thành lý, bất tầng sanh ta la thọ danh, bất tầng diệt. Pháp thân là Như Lai. Pháp thân tức là Như Lai Phật. Mà Như Lai giả là tức chữ pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ là cái nghĩa bản thể chân như của vạn pháp. Bằng cái chân như đó, bất sanh, bất diệt, bất khứ, bất lai, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường. Không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không đoạn, không thường, không thêm, không bất. Nó hiện hữu, nó tồn tại vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Mà cái tánh của nó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không hề có một cái thứ tội lỗi đau khổ nào cho ai hết. Cái đó mới gọi là pháp thân biến nhất thiết xứ. Đó là pháp thân Phật. Thế thì là anh nói rằng Phật sinh sao là Phật nào. Còn trời mà anh nói là trời sinh trước là trời nào. Chứ còn cái trời mà sinh ở trên là tôi đâu có chịu đâu. Người ta có thể phóng là tia laser, ta cho phi thuyền đi cả mấy triệu cái số, không hề đụng cái gì khác. Chưa hề đụng cái gì khác. Mà sắp đáp xuống được quả tinh, được mộc tinh, thì nó cũng là một hành tinh hoặc một định tinh nào đó, giống như cái mặt trăng mà ta đã từng lên tới rồi. Mặt trăng cũng là một mảnh vụn, mà mảnh vụn nhỏ hơn cái mảnh vụn của cái quả địa cầu này. Thế thì người ta đã từng lên tới rồi. Armstrong năm 1960-61 gì đó đã từng lên trên đó rồi, đã từng lấy mẫu đất đá trên đó đem về đây rồi. Mà thế thì nó cũng là một thiên thể. Dù cho có con người sốc bằng kiểu nào đi nữa thì cũng vẫn là, mà nếu ở đó có một động vật, một sinh vật, người ta không gọi là con người như mình gọi đâu.
Thí dụ như mình đó là mình gọi là người ha, còn đó là bên Mỹ ta gọi là a man thì sao? Woman, man and woman. Sao? Nói đây nè, trong cái giai trong này nè, có là many men, many women. Thế thì đâu có người gì đâu. Cho nên học Phật rồi ngộ lắm. Tư duy nhờ là của đạo Phật rồi mình hiểu nhiều cái ngộ lắm. Tại vì cái lý luận mà trời sinh trước Phật sinh sau là hoàn toàn đạo Phật không bao giờ nghe. Và đương nhiên là cái đầu tiên là mình không chấp nhận là trời sinh trước rồi. Không chấp nhận chữ trời bằng cái cách là ở trên mình không có. Cõi mình ở đây, dù mình ngồi dày phía trên này ha, mà không được gọi là trên. Anh nói là trên là cái hiểu biết của anh thiển cận lắm. Có nhiều khi là chúng ta quay đầu xuống rồi đây mà chúng ta không hay đó. Quay đầu xuống rồi, chứ không phải chúng ta ngồi trên đâu. Cho nên đừng có nói phía về đây là trên, không phải. Cho nên nhìn mà xem trên đó mà anh gọi là trên là không đúng rồi. Phía dưới này nè, anh gọi là dưới, phía dưới này nè, nó cũng xanh xanh như vậy. Anh lấy một hộp đậu, anh ngửa mặt lên, anh thổi hộp đậu lên. Hộp đậu nó sẽ lửng lên ngay đây nè. Rồi thì bốn bề bên này là phía nào cũng là không khí. Thế thì từ hộp đậu này mà phát ra, mà nhìn ra thì phía nào nó cũng xanh xanh giống như anh nhìn qua cái bầu khí quyển xanh xanh đó vậy. Phía nào cũng vẫn là rỗng, là trống. Mà anh nhìn xa quá thì anh thấy nó xanh xanh như vậy. Do vậy cho nên anh nhìn trên, anh nói đó là trời không đúng. Anh nói đó là trên cũng không đúng. Thuộc cái đạo Phật nó nói hay vậy đó. Nó thấy xa nó biết rộng mà. Cho nên anh nói là trời, trời sinh trước là trời là ở đâu, là ai? Không có. Chỉ cái trên là không đúng rồi. Gọi là trên đã là sai rồi chứ đừng có nói. Nếu chỗ nào nói lúc làm thái tử vì lòng tham dục, Bồ Tát cứ gọi hưởng thọ phá lạc ở hoàng cung, đấy là luận điệu của ma. Nếu nói Bồ Tát từ lâu xa đã lìa bỏ tham dục vợ con, cho đến sự vui vi diệu của cõi trời đau lợi như bỏ đàm mũi, huống là sự vui ngũ dục ở cõi người. Bồ Tát cạo bỏ râu tóc xuất gia hành đạo chỉ là phương tiện thị hiện, đấy là lời Phật nói. Cho nên là theo kinh Phật là gọi là thị hiện. Thị hiện có nghĩa là từ cái bản thể bất biến này, nó duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên vậy đó. Từ bản thể bất biến nó duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên. Thành ra là cái ứng thân Phật đó, là nó là một cái biểu hiện từ nơi cái bản thể chân như bất biến. Cũng thí dụ như chúng ta chẳng hạn, chúng ta cũng vậy. Cái bản thể bất biến của chúng ta đó là như lai viên giác diệu tâm, là Phật tánh, là pháp thân của chúng ta. Hiện giờ đây chúng ta là một cái ảo hóa không thân. Nhưng mà ảo hóa không thân tức pháp thân. Từ cái pháp thân bất sanh bất diệt, chân như đó duyên khởi hình thành ra cái thân này, gọi là cái thân thị hiện. Thị hiện tức là từ cái bản thể chân như kia nó hiển bày. Nó hiển bày duyên sanh, duyên khởi và sanh ra cái thân này. Thành ra thân này không rời pháp thân, nhưng mà thân này không phải là pháp thân. Cái thân của Như Lai cũng vậy, là cái thân thị hiện từ cái bản thể chân như. Nhưng mà nó khác hơn cái người thường, là cái thân của Như Lai là nó tích tụ bởi vô lượng vô biên công đức lành, mà nó thành tựu ra cái ứng thân thị hiện đó. Còn chúng ta cũng là một ứng thân thể hiện, cũng từ cái bản thể chân như pháp thân thanh tịnh của chúng ta. Nhưng mà cái thân của chúng ta ảo quá không thân này của chúng ta, nó thuộc về
nó đâu về không phải cao cấp. Sản phẩm nó có thứ sản phẩm cao cấp, có thứ sản phẩm thứ cấp, có thứ sản phẩm giống hạ cấp. À, thế thì cùng một hãng sản xuất ra mà có cao cấp, có thứ cấp, có hạ cấp. Thậm chí cũng từ cái hãng đó nó thải ra một cái thứ sản phẩm mà không xài được. À, trong một nhà máy, một xí nghiệp ha, mà nó sản xuất ra thải ra nhiều cái chất, nhiều cái thứ. Thế thì là Như Lai á, là do tích lũy tao mà đang kỳ kiếp tu tập, cho nên là khi mà ứng thân mà thể hiện ra một cái thân á, thì biết rằng mình thân này là thân cuối cùng, cho nên là đưa một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sinh tử ưu kim tận hỷ là vậy. Trời, người, đất, ta là hơn hết. Vô lượng sinh tử, cái kiếp này đối với ta, kiếp này là kiếp cuối cùng, nghĩa là ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là cái luồng, cái tần số điện từ của chúng ta ha, được tôi luyện đưa nó vô thành ra cái tần số của cao tầng, tần số để tải hình, tải âm thanh, giống như cái tần số là điện của các cái đài phát thanh, cái đài truyền hình vậy, cũng là điện. Nhưng mà điện mà không có trao dồi trong một cái tần số cao cấp nào đó thì nó thành ra là chỉ là để xài đèn về đó, tắt cháy, tắt cháy vậy thôi. Mà cũng là điện mà người ta đưa vô một cái máy móc tinh vi ha, thì cái điện đó là bấm lên cái là vô trong cái điện thoại di động, là ngồi đây mà nói qua bên Mỹ, qua bên Âu, qua bên Úc, qua bên Phi, trong năm châu bốn biển gì đều nói được hết. Thế là luồng điện đó là được, nghĩa là tôi luyện, được bồi dưỡng, được đào tạo, được xây dựng, được là nghiên cứu ha, người ta làm ra. Do vậy cho nên là cũng là một thị hiện ấn thân phát xuất từ cái pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na, mà cái thân Như Lai là thân cuối cùng. Còn chúng ta cũng là ảo hóa không thân, cũng là tất pháp pháp thân, nhưng mà điện của chúng ta, cái thân của chúng ta là chưa được, chưa phải là một cái khối tích lũy của công đức, của công đức lành. Cho nên cái bài tấm Phật tấm đó, ngã kiên quán mộc chi Như Lai, con nay cấm lội là cấm lội Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. À, một cái trí hoàn toàn thanh tịnh mà do công đức trong vô lượng đời kiếp mà bồi dưỡng ra được một cái trí thanh tịnh hoàn toàn trong sáng, nó tích tụ, nó biểu hiện qua cái thân này. À, cho nên là con tấm, con gọi đây là tấm gọi cái công đức, một cái khối công đức trang nghiêm thanh tịnh trong vô lượng đời nó tích tụ lại đây, chứ không phải là con tấm bằng cái hình này đâu. Cái hình này là hình của mấy ông kêu bằng cái gì đó, mấy ông gì nghệ nhân, mấy ông đặc tượng đó kêu bằng gì, điêu khắc, điêu khắc nghệ nhân, hay là nói cách khác nữa là nói nôm na là thợ đắp Phật. Nếu thợ đắp Phật, thợ đắp, không có Phật trời gì trong đó hết á. Mà con tấm này là tấm tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, một đây là một khối công đức tích tụ từ vô lượng kiếp trong ta ma tăng kỳ kiếp. Đây là một cái khối phước đức trí tuệ đó hội tụ lại, con gồm rửa là gồm rửa cái đó, và con gồm rửa đây là ngũ trượt chúng sinh lĩnh ly cấu ha. Con gồm rửa cái tội lỗi của ngũ trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sinh trượt, để cho nó trôi đi cái trượt ác đó, để mà mọi người đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. À, con làm như vậy có nghĩa là con muốn hướng dẫn, đào tạo, xây dựng, giáo dục cho mọi người ai cũng đều được chứng cái pháp thân thanh tịnh như Phật vậy. Đó là cái hành động mà con làm, gọi là tấm Phật ngày nay. À, chứ con không phải là con tấm mà cái hình này nhằm cái gì. Và tùy gia thành lý bất bằng sanh, ta la thọ gian bất bằng diệt. Con vẫn biết rằng thành tỳ gia ly không thành tỳ ca tỳ la vệ không phải là ngài mới sanh ở đó đâu, và ngài cũng không phải là nhập diệt chết mất ở tại rừng ta la sông thọ đâu. Con biết như vậy vì pháp thân của Phật là
hiện hữu tồn tại vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Pháp thân của Phật là biến nhất thiết chứ. Nên là Phật là phải hiểu vậy đó. Nếu chỗ nào nói lúc làm tế tử vì lòng tham dục ha, Bồ Tát cứ vợ hoặc phải lạc ở hoàng cung đến là làm việc của ma, Bồ Tát từ lâu xa đã lìa bỏ tham dục vợ con cho đến sự vui vi diệu của cõi trời. Các cái sự vui bên ngoài là tất cả Phật tử để ý coi, người nào mà còn đam mê cái vui bên ngoài là người đó không tìm ra cái pháp tự vui. Mà cái người mà có cái chủng tử đi sâu vào con đường đạo là người ta tìm ra cái pháp tự vui. Và cái pháp tự vui đó mới là cái vui của mình, cái vui thường trú. Nó phát xuất từ cái chân tâm thường trú của mình. Nó có cái pháp tự vui. Cái vui đó nó ở luôn với mình. Cho nên Phật đâu có thèm mà cần thứ cái vui dục lạc ở thế gian này. Cái vui ẩn ngũ dục ở thế gian này là nó vui trong vòng 3 phút, 5 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, tùy theo môi trường, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sự kiện. Ví dụ như cái vui của các cái nhà hộp đêm, nhà giải đó thì nó vui cho mình là uống viên thuốc là 700 ngàn là nó vui có 4 tiếng đồng hồ, vừa nhảy vừa lắc. Có tiền về rồi là rã rời thân thể hết. Thế thì ngủ ly bì sư, bỏ công ăn việc làm, không làm gì nổi, cha mẹ rầu rĩ, vợ con đau khổ ha. Thế thì cái vui đó nó đâu có ở với mình đâu. Rồi để dành 3-4 ngày kiếm được 700 nữa đi mua viên nữa, nó vui được 3-4 tiếng đồng hồ nữa, với lắc mấy tiếng đồng hồ nữa. Thế thì cứ như thế là buồn rồi khổ rồi vui vậy, cái vui đó đâu có được. Còn cái vui của Phật thì là cái vui của tự mình. Nhưng mà cái này là ai có tu tánh rồi tự mình nghiên cứu rồi mình mới thấy. Cái vui của một bản nhạc nào đó các vị thích thì cái bản nhạc đó từ 5 phút tới 7 phút. Qua 5 phút 7 phút các vị lấy cái gì các vị vui. Thế là bắt đầu là khổ là rầu rĩ ư. Thiệt thòi quá, lỗ lã quá. Phải tìm một cái vui thanh tịnh của tự mình. Cho nên là ai có đi tới trong tôi đừng có nói cái chỗ tôi buồn nha không. Nói chỗ tôi buồn là tôi biết rằng là các vị còn lâu lắm mới đi trên đường đạo nổi đó. Nó phải ở chỗ này buồn quá. Hỏi buồn sao nó không có người ta. Nói như vậy là tôi biết là các vị á, tôi cho các vị thêm một A Tăng Kỳ nữa. Phật thì tu tam A Tăng Kỳ thành Phật. Tôi cho thêm một A Tăng Kỳ nữa ở cho lâu hơn rồi đó mà tu. Chứ cái người mà có phục giống Phật á, tôi thì không phải khoe đâu, mà tôi hồi mà tôi nhỏ, tôi 11-12 tuổi, tôi đọc truyện Phong Thần mà tôi mê cái bài đó, cái bài thơ của Di Hộ mà xuống núi á, Di Hộ hạ sang á, mà cái ước mơ đó nó thành hiện thực á. Vui thú lâm tuyền đã bấy lâu, một chỗ tôi ở cô đơn lắm. Tới tháng là người ta vô người ta mua chuối thì mới có người tới mua chuối. Tới tháng người ta tới ta mua cao thì mới có người tới mua cao. Tới ai cần đó mua tầm dông để làm xào làm chèo chống gì đó thì mới vô cái vườn tôi mua cây tầm dông. Ai cứ làm nhà mua mấy cây mùa ô mua cây gì đó mới tới mua tre gì đó ha. Chỉ có cái người mà thật sự có điều kiện chính đáng cần thiết họ mới tới cái chỗ tôi ở. Thành cái chỗ tôi ở nó giống như cái đất bao trung mà của hát bác công mà bị rượt vô ở vậy đó. Coi như là sạn đạo bị cắt đứt, đường xá không có liên hệ dễ dàng được. Thành ra tôi ở mình vậy cô đơn lắm. Cô đơn người hồi nhỏ rồi giờ cô đơn nó quen rồi, thành nó sống cô đơn đã giống như của sao đó. Thành ra tôi đọc cái bài đó là mê luôn hồi nhỏ. Vui thú lâm tuyền đã bấy lâu, không dinh không nhục cũng không sầu. Thật sự tôi không hề có nhục nha, cuộc đời tôi không có gì phải nhục hết.
Tôi không bao giờ dòi dĩnh, thèm thuồng, đòi hỏi hay là gian tham trộm cắp gì của ai. Cả cái gia đình của tôi, anh em tôi đều vậy. Mà riêng tôi là ở trong miếng giường như cái đất bao tung của Hán Bái Công đó, thì càng cách xa những cái môi trường xấu. Còn bản thân mình thì nói đúng ra cũng không có làm cái gì mà cái nghề làm ăn nào mà thấy nó quá cực nhọc, quá khó khăn đâu. Mà mình làm tự mình sống đó mà. Thành là cái câu rất là thích thú, không dinh là mình không có làm ông gì hết. Không nhục là mình tự ngửa mặt lên trời, không thẹn với trời, cúi xuống cầu hỏi với người. Cũng không sầu là sống trong cái cách mà tri túc. Tri túc giả là bần tiện việc lạc, mà bất tri túc giả là phú quý việc ương. Cái người biết đủ là người ta nghèo, ta không giàu lắm đâu, mà người ta có an lạc lắm. Hơn cái người mà không biết đủ. Cái người không biết đủ họ có bạc tỷ đấy, nhưng mà họ thiếu nợ 3 tỷ. Có người họ có 3 tỷ đó, họ thiếu nợ 15 tỷ. Thế thì là cùng với cái người mà có 100 xài 100, có 1 triệu xài 1 triệu, thì ai sướng hơn ai? À, cho nên là cái người biết đủ nó hay lắm. Thành nó không dinh không nhục, cũng không sầu, sống tri túc. Xa bề tử sắc, say mùi đạo. Cả cái họ hàng tôi là không có biết nhậu nhẹt tử sắc gì hết. Mà ông già tôi ông tụng kinh, tôi đã có tụng kinh, tôi ớn ổng á. Ông đi làm giường tội của ông vô 12 giờ trưa giờ nực muốn chết vậy đó. Mà nghĩa là nhất định là 11 giờ là phải bỏ việc làm vô tắm rửa đàng hoàng, mặc áo tràng ha. Tụng kinh Di Đà lại lục hương, đông phương, rồi tây phương, có bao nhiêu phần cũng lại hết. Tôi ớn ổng quá xa. Ông động viên ông bắt tôi làm qua đó, tôi không làm. Mà ông không có mê tôi được. Là vì tôi không làm. Chiều tối ông cũng tu ông lại vậy đó. Thành ra cái hỗn giống đó nè, nó có cái làm như nó có cái gen ha, nó lưu truyền. Không dinh không nhục, cũng không sợ xa bề tử sắc, say mùi đạo, ngán chữ công danh, mến phép màu. Hồi đó là mình đọc la rai mấy bài kinh vậy, mình cũng tin tưởng là cái bài kinh bài chú ha, mình tin tưởng là mình ngon lắm. Gặp ma rồi mình cũng án mình đi bắt vào mình quýnh rồi này kia nọ ha. Nhưng mà kỳ thật không có gặp ma nào. Mới chỉ tai tiên hùm cuối cổ. Bởi vì Di Hộ là sắp quýnh với Triệu Công Minh. Triệu Công Minh là cõi ông cọp, mà Triệu Công Minh là cấp he của bên Vũ Trụ, còn đó là Di Hộ là đệ tử của Xích Tinh Tử, Quả Thần Tử gì đó, xuống để mà phò bên nhà Châu. Mà mới chỉ tay tên hùm của cổ, có nghĩa là có thể làm cho con cọp đó cũng khủng khiếp. Con cọp của Triệu Công Minh cởi vừa quăng chài báo quỷ sang đầu. Chài tức là cái dáng ma sử, mà cái hình mà người ta vẽ ở trong các cái quyển kinh đó là ta vẽ cái hình của ông Di Hộ, mà người ta gọi đó là ông Hộ Pháp này. Di Hộ, cái bài thơ tôi nói là của Di Hộ. Vừa quăng chài báo quỷ tan đầu, chớ chê tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thâu. Đấy, đọc cái bài đó mê. Mê rồi từ từ sao nó có cái đức tin riết rồi nó đưa đẩy mình. Người vô tới chùa nó tới giờ, tu học tới giờ. Cho nên nó có cái chủng tử. Đây vì là người bác bỏ hết các cái sự vui của cả cái vui của cõi trời mà phải tạo cho mình một cái vui. Cái này thì những vị nào lớn lớn tuổi, những vị nào có điều kiện hướng về nội tâm tìm con đường giải thoát, các vị để ý các vị sẽ được cái này. Phải tạo cái vui cho mình. Nói kinh điển nào nói tại Kỳ Hoàng Tinh Xá ở nước Xá Vệ, do lần đại từ thương xót chúng đệ tử, Đức Phật cho phép các đệ tử
tỳ kheo nuôi tôi tớ trâu dê chứa vàng bạc châu báu, cho buôn bán gieo trồng gầy dựng sự nghiệp. Phải biết đó là lời của ma. Tám pháp bất tịnh như nói phải không? Cũng như là tất cả là gầy dựng cơ đồ sự nghiệp đó mà. Điều đó không bao giờ có được giải thoát, vì người đó không có giác ngộ. Nếu người ta giác ngộ thì người ta trong nhìn giảng pháp như là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ việc như điện ân tác như thị quán. Thế thì ai tạo công danh chi, ai tạo sự nghiệp chi mà có? Cho nên cái người mà đã có giác ngộ thì người ta tạo không tạo công danh sự nghiệp tiền tài vật chất gì hết. Do vậy cho nên là có giác ngộ thì mới có giải thoát, mới có niết bàn. Còn không có giác ngộ thì đam mê vật dục, mà đam mê vật dục tức là không có giác ngộ thì không có niết bàn. Nếu nói rằng tại nước Xá Vệ, nơi cảnh sát kỳ hoàng trước vua Ba Tư Nặc và cổ chi đức Bà La Môn, Đức Phật cấm các tỳ kheo không được nuôi chứa tám thứ vật bất tịnh đã nói trên. Trái phạm các điều này không được ở trong hàng thì các tăng, phải được đưa ra khỏi đại tăng như cỏ mọc trong ruộng lúa cần phải nhổ bỏ. Đấy là kinh điển của Phật nói. Nếu nói rằng Thái tử là Bồ Tát thì hiện vào miếu thờ trời, ở trong pháp ngoại đạo xuất gia tu hành thị hiện, học tất cả oai nghi lễ giáo, biết tất cả văn tự kỹ nghệ thị hiện, làm bậc tôn quý nhất trong các giai cấp của xã hội. Dù vậy nhưng Bồ Tát chẳng có lòng luyến ái, như hoa sen không nhiễm nước đục bùn nhơ. Vì độ chúng sanh, Bồ Tát thị hiện tùy thuận thế pháp. Nói những lời như trên đây là lời Phật, nói trái lại là lời của ma. Đây Phật có học hành văn chương kỹ nghệ tài năng gì, Phật giỏi hết trơn, học hết cả sách vở ngoại đạo, biết tất cả văn tự kỹ nghệ, nhưng mà không có nhiễm. Cái chỗ này là cái chỗ khó lắm. Về đọc về lịch sử Phật đó mà, văn thì là các thầy văn dạy rồi, dạy lúc rồi nói thôi, ta không còn cái gì nữa để dạy, không còn gì để dạy cho Thái tử nữa. Tức là thông minh lắm, học giỏi lắm. Còn võ thì là thi các cái thứ cung tên cởi ngựa gì đều thắng hết, cho nên mới là đoạt được cái cúp mà cái phần thưởng là Gia Du Đà La. Các vị đọc lịch sử biết phần thưởng là Gia Du Đà La trong cuộc thi tài, thi bắn rồi thi võ rồi thi cởi ngựa rồi thi đánh võ rồi thi các thứ. Nhưng mà cái đó làm là làm vậy chứ không có hề nhiễm. Cái đó gọi là thị hiện là vậy đó. Học hết, biết hết, làm hết mà không có mê. Cái chữ thị hiện là nó biểu lộ qua cái việc làm đó. Biết hết, học hết, biết hết, rành hết, làm hết mà không có bị nhiễm. Gọi đó là thị hiện là vậy đó. Thị hiện tức là giả đò. Giống như là tôi nói lúc nào là tôi đã từng là đánh bài với mấy đứa đất thôi mà. Đánh bài với nó thì nó ăn những cái nút phép, nó ăn những cái bao thuốc lá là nó buồn, nó vui, nó khổ lắm. Tôi thì cũng đánh bài với tụi nó. Đánh bài tụi đó là nhầm để rồi là uống nắng nó cái gì, dạy dỗ nó cái câu gì. Đối với bản thân, đối với bạn bè, đối với cha mẹ nó, thành ra cũng đánh bài với nó. Nhưng mà cái ăn thua của mình là không hề có cái chút xíu nào gợn một cái gợn nao núng ưu tư vui buồn nào. Thế thì cái chơi của mình là cái chơi là nhằm mục đích để gần gũi nó, để dạy dỗ nó. Cái chữ thiện là cái nghĩa vậy.
Chứ nó biểu hiện bày ra như vậy, chứ mà trong con người đó nó không phải như vậy. Ở đây là có vợ, có con, có gia đình, có ái dục, rồi cũng học hành, rồi cũng là thi cử, rồi giỏi giang hết. Nhưng mà không có cái tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào nào bằng những cái tài năng, cái đức độ, cái giàu có, cái danh dự đó. Mà chỉ như mục đích là giải thoát giác ngộ cho mình và cho mọi người. Thế tôn ta là cái ưu lợi chỗ đó. Nếu có người cố chấp kích bộ kinh, không tin kinh điển Thượng Đẳng Đại Thừa, họ cho rằng không phải lời Phật nói, vì kinh điển của họ không có, phải biết người này có tội, không phải là đệ tử của Phật. Có số như thế, có số người về cái phe Nam Tôn đó là kịch liệt chống đối về cái tư tưởng Đại Thừa. Là vì họ cho rằng là trong kinh điển của Nam Tôn, của Tiểu Thừa không có ba cái bộ là Phương Quảng, Ký Biệt và Tự Thuyết. Tự Thuyết ví dụ như kinh A Di Đà thuộc về cái kinh, cái giáo lý vô vấn tự thuyết. Tại là bên Nam Tôn ta không tin Phật A Di Đà, ta không tin cái phương pháp tu về tịnh độ, không có kinh đó. Phương Quảng tức là cái chất, cái tư tưởng Đại Thừa, người ta cũng không tin nổi. Vì Ký Biệt tức là thọ ký rằng là mọi người có khả năng thành Phật, mọi người là Phật, thậm chí mọi người đã thành Phật, cái đó Tiểu Thừa cũng không nghe nổi và không tin nổi. Thành ra là Đức Phật nói rằng là cái người mà Tiểu Thừa mà như vậy là có tội đó. Nhưng mà tội không có nhiều, nó có tội vậy thôi. Tội đây có nghĩa là mình, anh không tin nổi như vậy là anh không có thọ hưởng được cái hương vị giải thoát giác ngộ của những cái tư tưởng Đại Thừa, của những người tu tập Đại Thừa. Chứ tội đây không có nghĩa là phải bắt tội, phải trị phạt bằng kiểu nào, không có. Để cái chữ, cái từ, cái ý trong Đạo Phật, đây gọi là có tội, có nghĩa là anh không thọ dụng được cái an lạc, cái hạnh phúc, cái giải thoát đó. Tại vì anh cục bộ, anh hẹp hòi, trí thiện tâm thô, thì cái đó nó làm cho anh mất mát, đó là tội rồi đó, tội báo rồi đó. Nếu sách vở nào nói Như Lai không phải là kết quả của vô lượng công đức, mà là vô thường biến đổi, do tu chính pháp không, nên chuyên nói cái lý vô ngã không thuận với thế gian, đấy là lời của ma. Để ý cái chỗ này, thường thường người ta tưởng đâu là Đức Phật dạy mọi người tu cái pháp không. Bởi vì đọc kinh Bát Nhã này, sao là Phật, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thế này là đề cập tới cái không đó mà. Người ta gọi Đạo Phật là dạy tu cái pháp không. Còn cái cửa thiền, cái nhà chùa đó gọi là cửa không. Không phải vậy. Không thì có dạy đấy. Cửa chùa là không vô tướng vô tác, đó gọi là tam giải thoát môn. Nhưng mà không là không kiểu nào, chứ không phải tu pháp không là nghĩa là ngồi rồi nghĩa là đem cái thần, cái tinh thần, cái trí sáng suốt của mình ha, để mà tư duy, mà quán tưởng, để mà hủy diệt hết vạn pháp, để cho nó trở thành không, nghĩa là đừng thấy có gì. Cái đó là cái sai lạc lớn lắm mà. Để ý chứ không là ngoại đạo người ta có dạy tu cái thứ thiền đó đó nha. Vì mặt tư tưởng người ta bảo rằng là phải giết hết tư tưởng, ta gọi là tu vô tưởng định. Tu vô tưởng định thì có an lạc chứ không phải là không mà nha. Cho nên là đó là cõi trời vô tưởng đó.
những người mà tu vô tự định là người đó được cái sự an lạc ngang bằng với cái phước báo của cõi trời. Ta gọi là trời vô tổ. Có hơn dân thừa, nhưng mà đời nó vẫn luân hồi trong sinh tử, ưu bi khổ não, chứ nó không phải là cái nguyên nhân của giải thoát giác ngộ thật sự. Là vì sao vậy? Là vì cái lúc mà mình vô tưởng đó mà, mình đóng bít lục căn, nhãn nhĩ thiệt tẩy thiệt thân ý, mình hoại diệt nó đi, mình đóng bít nó lại, thì đương nhiên là mình không có thể nào mà mình còn sát sân trộm cướp tài dâm vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ý ác khẩu tham sân si. Cái lúc mà tu vô tưởng định là mình không làm việc đó được. Mà nếu mà người mà ta nhập cái định vô tưởng này mà lâu, một ngày 8 tiếng hoặc là 6 tiếng trong ngày, thế thì người ta được thọ dụng cái thời gian an lành nhiều lắm. Vì vậy mà cái người tu vô tưởng định vẫn có được là cái phước báo cõi trời, gọi là trời vô tưởng. Nhưng mà trời vô tưởng tu cái định như vậy, rồi qua cái giai đoạn vô tưởng, anh vẫn có thể trở lại cái tư tưởng của người, của trời, của Atula, của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên là tu cái định vô tưởng vẫn là chưa ra khỏi tam giới. Thành ra tu theo đạo Phật đó không phải là tu cái pháp không, là làm cho mình không còn gì hết, và cũng không được thì vận dụng cái tư tưởng mà để mà quán tưởng làm cho giải pháp giai không và tự lấn mình ra khỏi sắc thâm hương vị xuất pháp trên cõi đời này. Không tự trốn tránh sắc thâm hương vị xuất pháp để ra khỏi cõi đời này, không vận dụng trí tuệ để biến sắc thâm hương vị xuất pháp trở thành không có gì. Không phải vậy, tu đó là tu sai đấy, mà là dục thủ nhật thừa vật ó lục trần chân nào lục trần bất ó, đó là hoàng đồng chánh chánh giác đó. Chớ đừng có dụng tâm mà làm cho nó mất hết, không có đâu, không bao giờ làm được cái đó. Cho nên người nào nói như là tu pháp không mà được thành chánh giác là người đó không phải đệ tử Phật. Niết bàn không phải là không, cảnh giới niết bàn không phải là cái cảnh giới không có gì, mà người ta vẫn qua lại trong niết bàn, có sinh hoạt trong niết bàn, có sống trong niết bàn, vẫn nói nín động tĩnh trong niết bàn. Trong niết bàn là cái chỗ mà không có gì, và muốn có niết bàn không cần phải vắng bóng, không cần phải vắng bóng ở đây để mở qua ở chỗ kia, không có. Cho nên nói rằng Như Lai mà tu cái pháp và ngã không, tu cái pháp không ha, mà nói mà thành Phật á, là đó là lời nói của ma đấy. Còn ai nói rằng Như Lai là bậc vô thượng chánh biến tri giác không thể nghĩ bàn, là kết quả của vô lượng công đức, là thường trụ không biến đổi, đấy là lời của Phật. Cho nên câu này là coi như là kết thúc ở cái câu này đi ha. Tất cả đại chúng đều nên hiểu rằng Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ, hiểu vậy là đệ tử Phật. Mà Phật ở đây cũng nghĩa là Phật Như Lai, Phật pháp, Phật pháp đây là pháp tánh, tăng đây là tăng tánh, ba cái tánh thanh tịnh đương nhiên đó lúc nào cũng thường trụ, hiểu vậy là lời Phật dạy. Hết giờ ta đừng ngừng ở đây vậy. Nhắc lại là nghĩ bốn cái chủ nhật. Cái chủ nhật sinh hoạt trở lại là mùng 7 tháng 8 âm lịch. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thệ nguyện học Phật đạo.